cho em một tí thôi. Đây giờ cho em một chút miếng nào. Ok. Ngon nhỉ. Ngon đấy. Anh đi thử ăn xem. Alo. Đi nhà bán chị em ngon. Chị ăn gọt này. Tầm nụ. Thắng, em cho ăn gì ấy? Em được to này. Các chị em đang mang nộm lên trên đạp. Điểm trường Địa Phận. Mọi người đang nấu nướng ở đây các bạn ạ. Cho đám cưới bên nhà trai. Đây là lớp mầm non này. Quay chút. Hôm nay mới là thứ 6 thôi. Các chị em đang đổ xô các bạn ạ. Em được từ kia gì? Màu màu xôi rất cầm các bạn ạ. Vừa quay vừa ăn xôi chứ. Mọi người đang thưởng thức ăn xôi các bạn ạ. Còn một lúc nữa là sắp được ăn rồi. Hầu hết là bà con ở Xếp Hòa này đều là đồng bào Dao, chiếm tỷ lệ 98%. Mày cô ạ. Cô thích mặc áo này Dao không? Có chứ. Có gì tí mặc cho mặc. Cô cũng được ăn thôi này. Nhưng mà béo lắm mày. Mày chị đi. Ăn no lắm rồi. Ăn no lắm rồi, ăn no rồi. Rồi rơi à? Mẹ sẽ làm toan hết cả mồ hôi nha, đừng có làm lần nữa. Dạ vào lấy thôi. Dạ vào lấy rồi. Ôi nói vậy vào đấy. Không sao. Không sao, nhà kia nó vui vẻ. Em chào các anh chị nhé. Vâng. Chào em. Mình có ông ba thôi. Ông cũng biết là ngon đấy nhỉ. Anh em thanh niên đồn trì đang mời bên nhà gái uống nước các bạn ạ. Đó, cái trang điểm ở bên kia sau cái xe đón dâu này. Em nha. Đây rồi.
Đây là cháu trai hay cháu gái đấy chị? Con trai được không? Con trai à? Chương đẹp rồi không? Con trai đáng yêu quá. Chương mà. Chương mà.